Để đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ, từ nay đến hết năm 2023, ngành công thương Hà Nội và Tổng công ty Điện lực Hà Nội EVN sẽ tổ chức nhiều chương trình phong trào tiết kiệm điện. Mới đây, lễ phát động cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 là một trong chuỗi những sự kiện này. Để chương trình được triển khai hiệu quả, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị EVN Hà Nội chú trọng vào việc khuyến khích, gia tăng số lượng doanh nghiệp, người dân tham gia vào các chương trình quản lý nhu cầu điện, cắt giảm phụ tải đình, cam kết hỗ trợ nguồn phát, luân phiên giờ làm việc, ca sản xuất, ứng dụng nhiều hơn các thiết bị điện hiệu suất cao. Năm 2022 vừa qua, EVN Hà Nội đã vận động 100 cơ sở tham gia công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh theo tiêu chí của thành phố. Trong đó, công nhận 55 cơ sở đạt danh hiệu cơ sở công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh, tư vấn 5 đơn vị điển hình tham gia giải thưởng ASEAN về quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà. Thông qua lễ phát động cao điểm hè năm 2023, EVN Hà Nội mong muốn người dân thủ đô, các gia đình, cơ quan, cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn cùng hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng không chỉ trong thời gian cao điểm hè mà trong suốt cả năm 2023.